Xin kính chào toàn thể quý vị khán giả và các bạn đến với câu chuyện ngày hôm nay. Hôm nay mấy anh em cũng chia sẻ đến cô chú anh chị một câu chuyện tình yêu, hôn nhân, gia đình. Thì hôm nay có một em gái rất là xinh, trẻ đẹp, mới khoảng 30 tuổi, vượt một quãng đường rất xa để nhờ anh em chia sẻ kết nối một nửa yêu thương của mình. Rồi, liệu hôm nay em có kết nối được anh nào hay không? Thì mời cô chú anh chị nán lại ít phút. Đầu câu chuyện mấy anh em cũng gửi lời tới quý bà cô chú anh chị. Nếu ai gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, gặp chuyện bất bình trong xã hội, ai muốn tìm kiếm vợ bỏ đi, ai muốn tìm kiếm chồng bỏ đi, ai muốn kết nối tình duyên một nửa yêu thương của mình, thì hãy liên lạc qua số điện thoại trên màn hình. Mấy anh em sẽ giúp đỡ một cách nhiệt tình và miễn phí. Rồi, mấy anh em chào em gái nha. Rồi, em lên đây tìm một nửa yêu thương của mình. Trước hết em chia sẻ tên tuổi, tên mình là tên gì, bao nhiêu tuổi ha? Em Lê Thị Kim Quanh, sinh năm 1988, quê ở Đồng Nai, hiện làm việc tại Bình Dương. 88 à? Thu Quanh, 88. Nay là ba mấy ha? Dạ, 35 à. 35, quá trẻ. Rồi, tình trạng hôn nhân gia đình mình sao? Nói chung là tình trạng ly hôn được 9 năm. 9 năm. Em có con, mấy đứa con? Dạ, đứa một, đứa con gái. Một đứa con gái, nay lớn chưa em? Chắc cũng học lớp 8. 8 à, là đang sinh sống với em ha? Sinh sống với nội. Bên nội ha? Mình lập gia đình lâu chưa? Lúc năm sao như ta 2004. Ừ. Rồi được mấy năm rồi mình chia tay? Chắc được 3-4 năm gì vậy, đến giờ. Rồi, được 3-4 năm ha. Mà mới được đứa bé thôi ha. Dạ đúng. Rồi từ hồi chia tay tới bây giờ thì mình có tìm hiểu anh nào chưa? Chắc cũng nhiều anh lắm rồi á. Nói chung nói không có thì không đúng. Ai cũng phải có, nhưng mà cảm thấy không hợp thì mình không đến. Tìm hiểu được mấy anh rồi. Chưa đủ duyên. Tìm hiểu được mấy anh rồi. Giờ không nói chắc không biết được mấy anh. Nhiều lắm ha. Tại vì mình cũng không có thời gian để mà đi tìm hiểu. Tại vì nếu mà cảm thấy hợp thì nói chuyện, chứ còn không hợp thì tắt. Chứ cũng ít khi là thời gian mà đi tán hay cà phê cà báo cũng ít khi. Nói chung là vậy. Hiện tại công việc mình đang làm công việc gì em ha? Em là một nhân viên. Nhân viên ha. Làm thu ngân. Wow, quá giỏi. Lương tháng mình thu nhập đỡ không? Đủ em xài. Em xài dữ lắm hả? Thì lương có mấy triệu thì đủ xài, chi phí ăn uống nhà cửa thì đủ xài. Rồi mình làm việc ở đâu? Dạ em là Bình Dương á. Bình Dương, mình xin hiện tại mình ở đâu? Bình Dương luôn hay là trên Định Quán? À, hiện tại em làm việc Bình Dương, ở Bình Dương. Còn nhà Định Quán nhà hả? Nhà Định Quán thì lo cái gì? Nhà ở trên đó ai ở? Dạ bỏ không. Trời ơi ngon vậy, trên đó ruộng vườn nhà cửa đất đai thì mình có trồng cây ăn trái gì nhiều không? Nói chung là hồi xưa có ba chồng, giờ ba mất rồi. Thì nói chung là không có lo, chồng gì bỏ, có chồng dừa, chồng đồ thôi. Có mẹ dưới. Mình phụ nữ thì không có làm việc đồng áng được ha. Giờ kiếm anh nào khỏe mạnh về cho coi quản đồng áng, em đi làm. Cái đó không biết. Chưa biết được, tự nhiên đi, anh nào cảm thấy làm nổi thì làm. Rồi mình chia sẻ về bản thân tính tình mình tí xíu nè. Tính tình mình sao? Tính tình rất là... Nói chung là cũng khó thì cũng khó đó, mà dễ con dễ đúng thì thôi. Còn mà em là không thích mấy người ăn xăm mình, hay là ăn chơi quá đà, hay nhậu nhẹt quá nhiều thì em không thích. Xăm mình sợ hả? Nói chung là sợ thì không sợ, nhưng mà cái gia đình của em hồi xưa giờ là không thích xăm mình. Xăm mình nhiều khi bây giờ xăm nghệ đàn thuật khác. Thì tóc phải cao. Cao nha anh không? Được không? Gia đình là phải nhỏ nhẹ gọn gàng sạch sẽ là ok. Phụ nữ rồi, tính mình có nóng tính không? Hay giận dỗi hờn ghen gì không? Em mà sống theo kiểu giống phương Tây à, nóng như hờn ghen gì. Cảm thấy chừng nào mà thấy thiết mắt thì mới tin, còn ai nói thì kệ, không quan tâm. Cuộc sống này xã hội mà quan tâm nhiều mệt lắm. Không có quan tâm nhiều quá, vấn đề ghen rồi, ghen bóng như gió chi cho nó mệt. Nếu là của mình sẽ của mình, không phải thì thôi, không cần ghen. Rồi mình giỏi về công việc ở ngoài, còn trong nhà cửa bếp núc đồ, em giỏi không? Nói chung việc gì cũng làm được, nếu mà thật sự là muốn làm thì cái gì làm cũng được. Nấu được ăn ngon không? Không biết ngon không, phải chứ em thử. Rồi đó chồng ăn, chồng có khen không? Không có chồng nấu, không có nấu, mẹ là do chồng nấu. Wow, sướng vậy. Mẹ là chồng là thợ nấu ăn nên mà nấu không có nấu. Mình nấu chắc ba ăn cũng không được đâu. Nhưng mà... Nói chung hồi xưa bà cũng dạy mình nấu, tại vì bà thợ nấu mà. À lúc đó em lấy chồng về là ở bên chồng, chưa ra riêng. Không ra riêng. Rồi chia tay là mới ra riêng. Chia tay về nhà mẹ ở. Ừ. Thế giờ ở mình buồn không? Ở với ai? Một mình hay là với bạn? Có mẹ nè, có em gái. Ví dụ mẹ thì lớn tuổi, mẹ nay
Không, hiện tại là mình đang làm ở Bình Hiện Dương, mình tại ở ở bên đây Bình có chị Dương. gái, có anh trai, có nói chung là gia đình em ở đây đông lắm. Mình ở nhà dưới đây luôn hả? Nhà Bình Dương đây luôn hả? Thế chứ không phải Sướng gì. ha. Có gì đâu sướng, anh đi làm nhân thì đâu sướng. Rồi hôm nay cái mẫu người mình lên mình tìm một nửa yêu thương của mình nè. Độ tuổi từ bao nhiêu đến bao nhiêu? Nói chung mà em cũng hồi nào giờ cũng không có tình trạng này chưa gặp, nên giờ Thì thì mình ra về thì cái cái gì nhóm cái chuyện độ đi tuổi thì ha, à bao nhiêu đến bao nhiêu để cho mấy anh mấy chú trên đây xem được cái người ta nói được chung ứng cử. là anh cứ lựa cho em thì khi nào hợp với em, với lại bằng tuổi với em, hơi hơi em xíu xíu không sao, lâu càng cũng giống như là 50 đổ lại cũng được. Ví dụ người ta lớn thì là chững chạc, người Rồi. ta không có con nít quá, không có thích con nít quá đâu. Em 35 Ngoài thì giờ kiếm độ tuổi 50, từ 25 cho đến 50. chung Được không? 50, 55 hay nhiệt độ xuống cũng được, nhưng mà Rồi. người ta chững chạc là được, đừng Rồi. có mà con nít quá thì Thì ý mình nói cái độ tuổi em cũng thôi, không có còn đi cái tính chơi tình đó, tại vì em sẽ tìm hiểu sau, đúng rồi, đúng nhìn không? Ừ, chứ đâu phải 50 cái là em gặp em hốt liền đâu. chắc không. Rồi lỡ mà ví dụ như có anh chàng nào nhỏ hơn là từ 25 30 rồi em Chắc có đồng nhỏ ý hơn không? chắc người ta không thương mình đâu. Đâu, Thì cái đó thương tùy duyên chứ. đi anh, nếu mà cảm thấy hợp, nếu mà xã hội người ta không có gì phàn nàn thì mình cũng không có Thì gì để đúng càng, đúng rồi. không? Đây Đúng mình cứ chia sẻ thẳng rồi, thắn, chẳng hạn như mình thấy tùy duyên được thì có thể là đúng những rồi, anh đúng rồi, ba đúng chục rồi, giờ vẫn thấy đúng hợp tình hợp ý thì lên kết rồi. Nếu nối. mà sợ người ta không sợ, không chê mình già thôi. Vậy đi chứ, em cũng Em biết hồi nào gái giờ, đâu có biết gì đâu mà 35 lựa, tuổi người ta ở đâu đâu mình đâu biết gì đâu lựa, đúng không? có công ăn việc làm ổn định. Rồi thế mình tìm một nửa thương của mình á, là có cần ở khu vực nào không? Nam Trung Bắc là ở đâu cũng được. Chung là cũng biết đường nói, thì nếu mà mình cảm thấy hợp Bắc Nam thì cũng là người, mà cũng là người Việt Nam, không quan trọng là Bắc Nam, miễn là đàng hoàng Hợp là tình hợp ý đúng rồi, yêu nhau thì chỗ nào mình cũng tới, ngoài đúng rồi, Bắc cũng đi được. đúng rồi. Không, thường nhau mấy núi cũng leo Tại mà. vì giờ đi máy bay cơ mà, người ta qua Mỹ thì đang đi được, cái gì Bắc cái Nam đúng không? Nhưng thôi kệ, Rồi tùy duyên tùy số. bây giờ một nửa yêu thương của mình là mình không thích nhất là tính tình là ông làm sao? Quá nhậu, lăng nhăng, rồi con xăm mình, đơn giản vậy Gia trưởng thôi. Gia trưởng đúng thì không? ok, thoải mái. Ví dụ từng có thể chở vợ đi ăn đi như vậy, thoải mái xíu chứ đừng có vì công việc nhiều quá. Nói chung là Nhậu thì nói chung cũng nhậu thì phải cũng nhậu. bạn bè thì cũng phải nhậu, đúng rồi, nhưng mà Chứ đừng mà nhậu quá giờ đà mà tuyệt đối nha. luôn thì cũng khó, Khó hút thuốc giờ được quá không? đây thực chứ không sao, hút thuốc mà người ta không thể chết thì có hút. Là tùy ta ha. Đó. Nhưng trước mặt em đừng hút, từ hồi đi nghe sao không hút, Thì mình tại thích vì em nhất, bị dị ứng với mùi thuốc lá. mình thích nhất là tính tình đàn Nói chung ông vui vẻ, sao à ít nói thôi, đừng nói nhiều quá là được, nè. nói Biết nhiều yêu quá mệt. thương vợ con là được ha. Mình Nhớ có cần nhớ thương bà già vợ cũng được, không thương bà già vợ không gã ghé đâu. Đúng vậy hả? Thương vợ phải thương luôn bà già vợ mà, ha. tại vì bà già vợ không có vợ chứ, Đúng. nhiều người đâu biết vợ, không biết bà già vợ chết rồi. Rồi bây giờ mình có cần một anh đại gia gì không, hay là Dạ chỉ không cần cần công đâu. ăn việc làm bình Dạ thường nói ổn chung định là thôi? đại gia không, cái đó phải có số rồi. Số giàu số nghèo là cái số của người ta, Thì mình đúng không có mơ ước mấy. rồi. Không thì mình cứ chia Chỉ sẻ thẳng kiếm thắn. là có công việc đàng hoàng, ăn uống thì nói chung mà giờ giả tỷ người ta nghèo mình vẫn làm ăn được mà, đâu có sao đâu. Mình hồi xưa giờ mình cũng nghèo mình vẫn làm ăn thôi, mình đâu có Nói cần chung là nhà, sức khỏe không có quan chịu trọng là làm người mà ta được phải cần ha. cần lên đây để kiếm đại gia không ta. Tại vì em cũng đại gia mà thấy xương không không. Em có đại gia mà xương không, càng gì phải kiếm đại gia, đại gia chưa dắt về sống được. Thế này mình lên chương trình là bạn bè người thân rồi ai biết không? Chắc chưa ai biết đâu, giờ giờ nó đang sợ rồi mà nhà biết, Sao vậy? nó bạn bè đi học người ta Ngại cười, hả? là giờ không có lên cái tình trạng này. Tại vì nói chung là em cũng bạn nhiều lắm, nhưng mà sao mà Đúng rồi. chắc hay là em cũng hơi khó quá, mấy người mà nói nhiều em thích, mà hở gặp nói yêu thì em lại ghét cái câu đó. Mới gặp ngoài đường nó yêu là không thích, đàn Đúng ông thì rồi, không mới cần, gặp mà nó yêu mới là gặp không mình nó đúng. cũng nói như vậy thì gặp Ít người nhất khác là cũng nói như phải vậy, nên là từng. em ghét, em không quen người nào đâu, em thấy em chặn xóm hẳn xóm. Nói chung là cũng hơi khó đó, nhưng mà À, chắc thế ai chịu sao được em cũng hơi là mà bị căng á. Tại vì em mà buồn lên là em không giống người ta là đi nhậu hay là đi hát hò không, em buồn ở trong việc mà em buồn với em sách
xe em chạy đi siêu thị đi dăm mua cái gì đó gọi về hết buồn, chứ không vậy khỏe thôi, không đâu có có gì đâu. buồn mà đi nhậu đi hò đi hát hay là uống bia không thích, uống Sao em bia uống bia được không? dạ không còn mà lấy chồng, mà chồng đi nhậu thì em ở nhà chứ đừng bắt em đi theo, là không đi. Sao vậy, mình đi theo giữ chồng luôn chứ? Không, em đi, em ghét ngồi với người đàn ông đang nhậu, mắt phụ nữ ngồi không biết nhậu, mình đâu biết nhậu đâu, mình ngồi coi tao nhậu mình bực lắm. Nhậu Thế trước chồng ông xã trước có nhậu nhiều không? có nhậu cũng nhiều, nhậu xong nhầy vậy nó hả? nhiều, nhậu xong nó nhiều ghét Đó. nó nhiều là nó nhiều Đó mình ghét là bị dính ngộ ha. hồi quá hồi đó thời trẻ trâu thích. Lúc đó là em lập gia đình là bao nhiêu tuổi? Chắc 20 hơn á. Trời, nhỏ vậy. Em đã nói thời trẻ trâu mà. Giờ Rồi, sợ là mình quen biết tìm hiểu lâu chưa mới đến với nhau? Mấy năm á. Nói chung hồi xưa sắp giang hồ lắm. Để hồi xưa mình mới lên Bình Dương mà mình sợ tản hiếp giang hồ. Anh nói giang hồ quá, cái không ai hiếp, cái giờ sợ. Nói chung là sợ vậy. Giờ là sợ giang hồ. Một lần nhấp ngã chắc thấy đau dài dài nên không dám. Thế em xã ngày trước giang hồ hả? Nói chung là không giang hồ hay vì bạn bè nhiều, đi chơi và tập trung đua xe. Bạn bè mà ai quýnh lộn mà đi đi ké, không biết đi ké hay đi đánh người ta mà cứ đi. Khổ ha, mỗi lần là chồng đi về mình ở nhà cũng lo học hồng ha. Nếu mà người ta chết thì mình đi tù, còn mà người ta không chết thì mình chết, đơn giản vậy. Nhưng mà người ta không hiểu được, quan tệ. Cha mẹ người ta sinh, người ta ra, người ta không dạy được mình sao nói người ta nghe, nên là không quan tâm. Giờ người ta có gia đình hết rồi, mình cũng có gia đình thôi. Có hả? Ông xã có gia đình rồi hả? Dạ có. Thế là lúc mình chia tay là mình chủ động hay là ông xã? Nói chung là hai bên cùng thỏa thuận nên là không có ai phải ép buộc. Không có tiếng nói chung nên là hai người tự giải quyết. Ra người ta gọi tại sao ly hôn thì mình nói không hợp, và đơn giản câu là không hợp ly hôn, chứ không có tranh chấp tài sản, cũng không có gì phải thư kiện. Đơn giản là không hợp nữa. Được 9-10 năm rồi nhưng tự nhiên em không thích lấy chồng. Rồi bây giờ ví dụ mình lấy tìm được một nửa yêu thương của mình á, là mình đi theo chồng hay là mình có cái nhà trên đó rồi mình về không hai có chồng? Đâu, nếu mà thật sự yêu thương chồng đâu vợ đó, nếu có chấp nhận, đã chấp nhận lấy chồng thì phải vậy, còn nếu không chấp nhận thì không. Ý nhưng mà bên chồng mà cũng vẫn về ở với nhà em được đúng không? Em có nhà mà, đúng. Có nhà riêng mà. Nhưng mà nhà em cũng nhỏ, không bự đâu, tự nhiên em nghĩ em cắt con mình à, cắt xíu rồi đuổi em ở. Thì nói vậy mà, đó. Ở đâu chỗ, cũng được, có không chỗ quan ở trọng, được rồi, ở có đâu chỗ hạnh phúc không là quan được trọng, rồi. Đúng rồi, không quan trọng là ở đâu. Miễn là anh thích ở là được, nhiều khi về ở với vợ vợ người ta không thích thôi. Ở nhà em còn vui nữa, tại vì có gần mẹ em còn khác. Gần mẹ em đi tới đi lui đi tới, ví dụ. Tại vì giờ mẹ già, bỏ mẹ đi cũng hơi. Mẹ bao nhiêu tuổi? 80. Rồi 80 ha, cũng lớn rồi ha. Thế em gia đình anh chị em đông không? Nhà em 6-7 người là đi có gia đình hết rồi. Em là thứ mấy trong gia đình? Tính nhiều thứ là nhiều lắm. Sao vậy? Nhiều thứ lắm, đến thứ 9 là nhưng nhiều thứ lắm, nhưng mà người thì ít. Người tại vì lúc mà sinh ra từ nhỏ mất thì mẹ vẫn tính, mẹ vẫn tính vậy đó. Nên là người ta có sinh là có thứ, nên là em thứ đến thứ 9 mà. Em thứ 9 lần ha. Còn đưa em thứ 10 nữa. Nhiều quá. Nhiều quá, mà tại nhà còn có 5-6 người à. Thế hôm nay sao có động lực nào mà em lên trên nói chương trình này tìm em, nửa yêu thương? Nói chung em lướt TikTok, em thấy thì nói chung chưa xác minh là đúng hay sai. Mình muốn biết thì mình phải trực tiếp. Đó, nên là lên trực tiếp rồi. Chứ còn mà em mà bên đó thì em không bao giờ. Lên đây á, thì người thật, việc thật, tụi anh cũng xác minh hết rồi. Với lại cái này cũng không có gì là phải ngại. Tự nhiên mình lên đây người ta chỉ kết nối thôi, còn chọn hay không là quyền của mình. Nên thì mình cứ lên trực tiếp là đúng hay không thôi. Đúng rồi, hợp duyên thì mình đúng. Chọn, không hợp thì là làm bạn thôi, đúng. Đâu có gì đâu. Rồi hôm nay em lên chương trình này tìm một nửa yêu thương của mình, thì em nhắc lại một lần nữa, em tên gì, tuổi bao nhiêu tuổi, ở đâu, để cho mấy anh, mấy chú xem được, để mà thấy hợp tình, hợp ý thì sẽ kết nối với em. Lê Thị Kim Quanh, sinh 1988, tại Đồng Nai. Em Quanh, sinh năm 88, rồi quê quán Đồng Nai ha, nghề nghiệp ổn định. Rồi hôm nay mấy anh em cũng cảm ơn em đã tin tưởng và lên đây nhờ chia sẻ kết nối yêu thương. Thì một lần nữa mấy anh em đây cũng chúc cho em luôn luôn nhiều sức khỏe, là gặp nhiều may mắn, trẻ đẹp mãi mãi.
Dạ, mau sớm kiếm một một nửa yêu thương của mình ha. Thì hôm nay em lên chương trình này là em cho mấy anh em ở đây sử dụng hình ảnh của em và cũng như video này chia sẻ lên mạng xã hội để tìm một nửa yêu thương của mình. Cam kết là không gỡ số, em có đồng ý không? Đúng rồi, không sao. Dạ. Mình đi thật, mình nói thật, mình đâu có... Rồi, trước khi kết thúc câu chuyện thì mấy anh em cũng xin gửi lời đến quý ông bà, cô chú anh chị. Nếu ai gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, gặp chuyện bất bình trong xã hội, ai muốn tìm kiếm vợ bỏ đi, ai muốn tìm kiếm con bỏ đi, ai muốn kết nối tình duyên một nửa yêu thương của mình thì hãy liên lạc qua số điện thoại trên màn hình. Mấy anh em sẽ giúp đỡ một cách nhiệt tình và miễn phí. Và đừng quên đăng ký kênh và bấm vào chuông. Hãy góp ý để lại bình luận cho em gái này có một cái hướng đi tốt đẹp hơn. Và một lần nữa xin thân ái chào cô chú anh chị em và các bạn. Rồi, em cảm ơn các anh. Chụp hình đấy.